Xin chào mọi người, mình là Mai Chi. Mình là du học sinh Đài Loan và hiện tại mình học năm thứ 3 và trao đổi ở bên Anh. Đây là vlog đầu tiên của mình. Chúng ta hãy đi khám phá thành phố Durham nhé. Hiện tại mình đang học ở trường Đại học Sunderland. Và Durham là một thành phố mà rất gần trường đại học của mình, chỉ mất 1 tiếng đi bằng bus. Mình đã đến Anh được 3 tháng rồi và trường của mình đã bắt đầu những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Hôm nay thời tiết siêu đẹp, vì thế mình quyết định cùng bạn của mình, người Morocco, Morocco là Maroc đó mọi người, đi đến Durham chơi. Và đây là cũng là lần đầu tiên mà mình đến thành phố này. Đây là toàn cảnh trên xe bus, trên đường đi. Và mọi người có thể thấy là thời tiết hôm nay siêu đẹp luôn ý. Sau 3 tháng ở bên Anh thì mình nhận thấy rằng có rất nhiều kiến trúc, ngôi nhà ở bên này rất là giống nhau luôn. Nó chỉ khác nhau ở chỗ những thành phố khác nhau thì sẽ khác nhau thôi ý. Mặt mình từ lúc sang bên này đến giờ, thời tiết thay đổi. Mình đừng để ý quá nhiều nha. Mặc dù nhìn trời có vẻ rất là đẹp và xanh, nhưng mà nhiệt độ bên ngoài là 5 độ đó mọi người, siêu lạnh luôn ý. Thấy ở đây có nhiều nhà hàng mix như dạng bar. Và ngoài việc có thể ăn trưa, ăn tối thì bạn có thể thưởng thức rượu ở đây nữa. Theo như bạn mình bảo thì tòa lâu đài đằng kia chính là tòa lâu đài mà họ đã quay Harry Potter ở đó. Những cửa hàng và khu trung tâm thương mại ở đây thì hầu hết là nằm trên những con dốc thoai thoải đó. Ở đây thì có rất nhiều những cửa hàng Trung Quốc và người Trung Quốc luôn ý. Như mọi người thấy thì có cả những quán ăn, quán trà sữa, quán sửa chữa, vân vân và mây mây. Giới thiệu với mọi người, cuối cùng chúng ta đã đến với trung tâm của thành phố Durham rồi. Wow, so beautiful. Durham cũng là thành phố mà nổi tiếng với những khu bảo tàng hoặc là cả nhà thờ nữa. Tranh thủ selfie trước khi vào chợ. Và đây là toàn cảnh khu chợ Giáng sinh của Durham. Chúng ta hãy cùng khám phá nó nha. Mình cũng đã có dịp ghé qua những khu chợ Giáng sinh của những thành phố khác nhau ở Anh. Và một điều mình nhận ra rằng là những khu chợ Giáng sinh thì thường họ sẽ bán những đồ lưu niệm và những đồ đặc trưng của thành phố đó. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có hoa quả nè, hoặc là những đồ trang trí của cây Giáng sinh. Nhưng ở đây đặc biệt hơn một chỗ, các bạn xem mình phát hiện ra điều gì. Oh my god, đó là những đồ vintage, những đồ mà mọi người trước kia có thể đã dùng rồi, second hand, và họ bán lại. Có thể là những đồ trang sức, vân vân. Đồ vintage bán ở đây thì được sắp xếp theo những phong cách và màu chủ đạo khác nhau, cũng theo từng thời gian khác nhau. Thì như mình thấy, những giá bán ở đây cũng không hẳn quá là đắt. Ví dụ như những cái kẹp tóc này thì khoảng 20 bảng Anh, khoảng 600.000 tiền Việt Nam. Ngoài trang sức thì còn có cả những bộ cốc trà để uống
hay là các bạn có thể nhìn thấy như là nhẫn ở đây, những đồng xu, rất là nhiều thứ luôn ấy. Đối diện là khu bán đồ chơi cho trẻ em và những đồ để trang trí Giáng sinh. Mình phát hiện thấy có một chỗ bán sô-cô-la với nhiều hình dạng khác nhau, siêu cute luôn. Bên cạnh thì có cửa hàng bán đĩa CD này. Khúc này là mình đang đứng tại những tiệm sách. Và như các bạn thấy, những cái mô hình nhỏ nhỏ như thế này, 2,5 bảng 75.000 tiền Việt, hoặc thậm chí bên trên là 3,5 bảng gần 100.000 tiền Việt nha. Đây là cửa hàng bán vô số những đồ mô hình. Các bạn sẽ thấy được, ôi trời ơi, những mô hình này chắc có thể là mình không mua quá. Oh my god. Bạn mình có mua sách ở đây và không thể ngờ luôn là người viết sách cũng chính là người bán sách này. Họ tặng cho mình cả cardbook nữa. Ngoài những mô hình thì ở đây còn có những loại đá mà làm theo cung hoàng đạo. Mình phát hiện ra ở đây còn có công chúa ngủ trong rừng, người đẹp và quái vật. Trời ơi, Disneyland. Nào mình tiếp là phải chú lùn nè. Các bạn nào biết đây là gì không? Mình từng nhớ ngày nhỏ lúc mà mình toàn lỗ tai thì mình sẽ đeo những loại bông tai như thế này. Và ở chỗ mình thì cũng chỉ có 5.000, thậm chí là rẻ hơn. Nhưng ở đây thì 60.000 nha, hai bảng đó ạ. Đây cũng là cửa hàng mà bán bông tai với những hình thù khác nhau. Nhưng theo như mình thấy thì bông tai ở đây có đồng giá là 3 bảng 90.000, thì rẻ hơn những tiệm khác nhiều rồi. Đúng là loại nào cũng có ấy. Đây lại là cửa hàng bán đèn với vô số những loại đèn khác nhau, siêu lung linh, siêu đẹp mắt luôn. Nhưng theo như mình thấy, một cái đèn ở đây là 175 bảng. Còn đây là nơi bán hải sản và cửa hàng trang trí Giáng sinh này. Khi mình đi ra ngoài thì mình đã thấy một dàn hộp sướng ở đây. Họ cùng chơi những loại nhạc cụ khác nhau như saxophone, violin. Bởi vì Giáng sinh ở bên châu Âu được tổ chức to như là Tết ở bên Việt Nam ấy, cho nên những thành phố ở đây thì họ đều chuẩn bị Giáng sinh từ rất là sớm và ở đâu cũng trang trí rất là hoành tráng. Đây là khu vực cầu và dòng sông ở giữa thành phố. Mọi người thường đến đây để check in. Đằng trước là một dãy nhà hàng và khách sạn. Còn đây là view trực diện từ phía cầu nhìn ra xung quanh nè. Chúng mình đã quyết định đi dạo một vòng xung quanh
quanh để tìm được nhà hàng ăn, bởi vì hiện tại đã là hơn 1 giờ chiều đến giờ ăn trưa rồi. Đây là nhà hàng phong cách Caribe mọi người ạ, những cái biển Caribe ấy. Nhưng mà lúc nãy mình đã nhìn thấy cửa hàng ramen, cho nên chúng mình quyết định đi lại một vòng để tìm lại quán ramen cũ. Ngoài trời đúng chất siêu lạnh luôn ấy. Nếu như ở Việt Nam khoảng 6 độ thì mình đã không bao giờ có ra khỏi nhà rồi, và thậm chí là mình được nghỉ học. Nhưng ở đây 6 độ còn ấm hơn so với việc tuyết rơi, thậm chí là âm 5 đến 10 độ nữa. Đây là lúc chúng mình phải vòng lại chỗ cũ để tìm lại quán ramen. Quán ramen là một quán bán đồ Trung Quốc, và bạn mình đã hỏi mình là có muốn vào đó ăn không, nhưng mình vẫn nhất quyết là sẽ phải ăn ramen thôi, bởi vì mình rất là lâu rồi vẫn chưa được ăn lại ramen. Và cuối cùng thì sau 3 tiếng đi bộ, chúng mình cũng có thể ngồi lại và ăn rồi. Siêu đói rồi. Quyết định là đi mua trà sữa. Menu thì có rất là nhiều loại trà sữa khác nhau với những loại phí khác nhau, nhưng mà thực chất là cuối cùng bọn mình uống và nó thực sự không ngon luôn. Một cốc như thế là 5 bảng, tương đương với 150.000 tiền Việt. Bây giờ là 3 rưỡi chiều và hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện rồi. Sau đó chúng mình quyết định trở về Sunderland, bởi vì trời rất là nhanh tối, và chúng mình đã ăn ở nhà hàng Iran, nơi mà bạn mình trước đây đã từng làm việc. Setup nhà hàng ở đây thì siêu cute luôn. Sau đó buổi tối sau khi mình ăn xong thì chúng mình đã tham gia của chúng mình sẽ tập trung ở đây và xem phim. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Bye bye.